Ok anh em nha, bây giờ thì video này Khải sẽ sâu đồ lại một lần nữa. Với lại Khải vừa được các phim phòng kháng cảm 10 anh em. Nhiều anh em trên kênh cứ hỏi xoay đồ liên tục á. Thì clip này cũng như là clip Khải cho anh em soi biết đồ Khải hiện tại đến thời điểm này nó gồm những món đồ nào, cho anh em nhìn sơ qua để anh em đỡ có những cái câu hỏi như là sâu đồ đi Khải. Nhiều lúc thì Khải bận Khải không sâu được anh em. Nên là coi như video này Khải sẽ làm lại cho anh em xem sơ qua. Vẫn là dây chuyền cũ nha anh em. Hôm nay có thêm một cái nọ mới nữa, một phi phong mới nữa nên là Khải sẽ soi cho anh em xem luôn. Đó. Chuyền này Khải mua lúc đầu là 5 kim. Đấy. Áo này Khải mua là 2 kim rưỡi này. Đó, cái áo hơi cùi xíu này nhưng mà được hiệu ứng là độc sắc với lại thông minh. Đàn kim áo nó ngon hơn mà vẫn chưa thấy áo nó ngon hơn. Rồi. Vũ khí này Khải mới hôn binh lúc trưa. Anh em có xem video hôn binh thì anh em có thể biết được cái cây nọ là Khải hôn binh 5 lần mới ra cho anh em. Cây hơn 5 lần mới ra nha anh em. Đó, nọ này 44 15 73, nọ này đánh tông kim ok cùng dê luôn nha anh em. Đó. Nón lái sinh lực nỗ lực. Hiện tại Khải có nón phòng thủ 20 dòng 1 nhưng mà Khải chưa muốn mang. Đai lưng. Nhẫn này Khải mua 5 kim nha anh em. Nhẫn này Khải mua 5 kim nha anh em, nào có hỏi thì cái nhẫn này 5 kim nha anh em. 17 thân pháp, 35 chậm. Đó, đi kèm với cái đai lưng thì được 26 thông pháp là được 5 cấp anh em, được 5 cấp tẩy thì kinh anh em. Rồi nhẫn này thì Khải mua lúc sau Khải mua 2 kim. Nhẫn này mua 2 kim. Thời điểm đó cái đai mua cách 3 ngày. 11 30 sinh lực nỗ lực. Rồi giày này Khải mua 2 kim. Cái ngõ sinh lực nỗ lực. Chọn. Bao tay này mua 1 kim rưỡi anh em. Rồi, đó, ngọc bội 20. Con xích thố là ngày sẽ thố một tầm 10 ngày nữa hết hạn. Phi phong mới mở ra thì Khải mới mua 5 kim 2 anh em. Khải mở cái rương bách bảo gì đó của bất đại rớt. Được cái phi phong kháng cảnh 10% thì như đeo vào như hố mọc thêm cánh. Nhìn ok anh em. Đó. Hiện tại đang ưng nhất là cái nỏ này mày. Đồ Khải trong này hiện tại Khải đang ưng nhất là cái nỏ. Cái chừng mọc giá cao lắm anh em. Cái chừng mọc biết bán là ok đấy. Có giá ngon mà. Ấy ly Lusufe. Hey. Ly Lusufe anh em ơi. Ui, ông này thành bán em. Ừ. Nguyên 4 3 Lucifer 7k 2 mét anh em. Mua làm gì? Đỡ sai thôi anh em. Không bán rồi anh em ơi. Rồi. Khải. Ơi. Tôi nước sao để em cảm ơn anh nhiều nha. Nghe. Tóc rồi. Ok. Tóc em như này mà anh bảo em chưa cắt tóc. Tiền đây. Tóc hóa. Đâu đâu. Tiểu dưới cắt tiền này. Tiểu cắt tiền ai nhỉ? Đây mày. Không lấy đẹp xuống quỹ nha. Má có phi phong đẹp không? Lưu nhá. Phải đó mà nó cho. Hai phi phong có chồng với nhau không? Ừ, 200 nhau. Phải. Cái này phát lương hay gì đây? Thấy hai phi phong có chồng với nhau. Em nhận giùm anh hả? Là cái này 140 xu là lương đúng không em? Đúng rồi, lương tối nay á, bây giờ 140 xu đồng người á. Ok. Khải đại vương nè. Rút quýt tên Discord là cái gì đây anh? Bảng của em thì em hết rồi. Bảng của em còn mỗi tiểu cát tiên nữa. Hỏa Long nè. Giao địch kìa. Ủa? Này, Luxury Khải đâu thấy đâu anh em. Dạ yeah. Milan này. Hỏa Long nè. OLED. Nhìn mây phiêu lãng ánh trăng nơi thanh thành sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Ly cà phê nào Khải ơi? À ok, cảm ơn anh em nha. À được rồi, đúng rồi anh. Khải nè, Khải bằng dưới nha, Khải nè dễ. Anh Tép về có cái giày túc đại ức kháng mà cao cao bán em đi.
Ủa ông đi đâu rồi? Ông đi ta. Kệ tôi bạn ơi nè, kệ tôi bạn ơi, đằng sau à. Có phát lương nha, Nguyên Kiếm nha, nhưng mà anh nhìn như ở bảng dưới. Hồi chưa kêu donate Khải 10 kim á. Biết là giờ có kim chưa? Kệ tôi bạn ơi, sau nè. Có test đập máu nè. Donate 10 kim hả? Ừ. Hồi chưa nói donate Khải 10 kim mà. Có test đập máu nè. Có test đập máu chưa thấy nói gì nè. Anh Ngọc Bảo donate kinh vãi luôn. Ừ, anh Ngọc Bảo. Nó nét nhiều lắm. Hồng, hồng, hồng cái gì? Nhìn bố lên tơ và cháu một chút đầu. Muốn chết một phát. À, sáng anh đo nét là Khải là lên được cái nỏ. Hồi chưa Khải đo nét á, Khải Khải ép cái nỏ. Anh nói là lên được cái nỏ đây, anh đo nét cho 10 kim. Đó, là Khải mới khô máu. Thì được ơi, cái nỏ 10 kim luôn em. Là cũng cảm ơn anh ủng hộ em chưa giờ, cũng khá là nhiều. Đây, 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 xuống đây, thiếu nhiều không? Để coi rồi, hồi nãy bạn đưa mình 2 kim rưỡi đúng không? Đúng rồi. Chia 140. Đúng rồi anh em, hồi chưa hứa donate Khải 10 kim á. Ok em cảm ơn anh nhiều nha. Em cảm ơn anh nhiều nha. Để mình à, anh không có cho đi có ta. Tôi đang vừa nhập 20 xu là đúng rồi nè. Là còn còn anh luôn anh nè. Ủa Mia 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 có về chưa, để coi có về không. Mia Mia dành rồi. Sao anh không nói gì? Đây đây để mình phát tiếp đây để coi còn ai nữa. Bạn cứ đường. Nhầm. Giật mình bạn. Thiếu cái tiền của mình nhưng mới vãi lộn.